Every gun ngoài 2 vàng, every gun 2 mạng 2k vàng nữa vì không mình cay chứ. Má ai ai nói gọn tiếp vậy thì mình alo mọi người. Alo với tiếp ra đây cái mọi người. Thịnh Nguyễn, em mới lên lớp 8 mà anh cho em quất thẳng đại học, em thấy mình sa đọa quá. Má, mình sống vội vàng đi ta. Mình sống quá vội vàng đi nè. Thái Đại, anh trả lại đôi mắt cho em đi. Má, mất mạng luôn luôn kìa. Vào đường trên, vào đường dưới. Dưới đường. Ở đường nhảy chết luôn á nhá. Ra đây em thôi, nó nhảy chết luôn bây giờ. Huy Hoàng, học cơ bản thì dễ chứ còn làm thì. Ôi, không còn cái nữa. Má, cái gì? Còn rắc lần đới mà. Đấy, con chạy. Rắc có lên về 2 rồi. Con đâng e với em. Trời ơi. Má quý hụt. Má mày tí thì đi buồn. Nhìn cảm giác Lucy nó đáng không hay lắm. Con người Raphael này nó cũng phèn. Học dưới cấp 2, 3 có người gánh tới đại học từ chiều. Đúng rồi. Rớt môn thì lo mà đóng tiền học bài nó đơn giản. Kêu Lucy nó yếu hơn mình, nó lướt liền đánh lên chết chắc. À không phải nó yếu hơn mình mà cái kiệt sức nó. Cái kiệt sức nó thật sự, cái kiệt sức nó sẽ lợi hại hơn cái tiêu đốt này. Với cả là mình có nhiều stack, stack hơn quả đáy tạc. Đam mình to hơn nữa nó không giết Nguyễn mình. Cắm chạy ra đây cắm mắt không sợ chứ nó bắt đi chết ngắt. Đây. Rồi, định cao luôn đó. Nguyễn An Bình, 16/11 hết mùa. Bạn tốc biến mày bắn mèo tiếng, mèo diễn đánh cho đéo trừ phát nào. Chờ mèo xin lỗi. Xin lỗi chắc online xin lỗi mèo đừng ra. Ủa alo. giờ giả bộ mình chắc online mình xin lỗi mèo được không nè. Chứ mình lỡ tay mình giết nó rồi. Có thể nào giảng hòa với mèo được không? Alo. Anh bạn à, cho tao muốn côn một cái để giảng hòa đi. Thôi buồn mấy anh em thấy nó chơi game không? Nó thậm chí nó còn không chạy ra, nó đỡ rồi mình có những hàng nó biết chơi điện tử á. Là quả đấy, nếu mà nó có ý thức là nó sẽ kiểu gì nó cũng sẽ lùa nó đứng ở trước mặt nó chặn cho mình. Nguyễn Xuân Lộc, giết xong xin lỗi à, mặt cười tít mắt. Anh em thấy cái thằng đấy nó không hề có ý định chạy ngang để đợi cho mình luôn. Trời ơi, mình tốc biến mình cứu nó xong bây giờ nó không thèm quan tâm mình luôn. Cái điện mẹ của đời, điện có mẹ của đời. Phạm Thanh Nhàn, còn nhớ hôm qua con Nocturne cay anh Toàn dí anh không nên giảng hòa trước đi. Con trên đáy máu chạy lên nó làm cái gì anh em? Thấy nó nghe được người ta bảo là Lucian counter FU nó đánh kiểu láo như chưa từng láo. À những tăng ca mất mèo với boss, mất rồi với boss rồi đúng không ta? Mất này không mất mình sắp biết chạy về. Yep. Lấy luôn mở. Đủ mấy giảng hòa lần hai được không ta? Ủa alo. Ủa alo, giờ giảng hòa lần 2 được không? Chứ nhưng mà chết. Sao lồ ngừa vét nhìn đúng hao trình luôn. Nguyễn Minh Chí, săn mèo luôn đừng giản hòa gì hết. Mặt cười. Tôi nói em nghe cái quả đấy mà không kiệt sức thì vĩnh biệt cụ rồi á. À, quả đó mà không kiệt sức thì cái đầu con mèo thì... Ui ồ. Rồi chết mẹ không nữa. Chạy đi, dạy mình chạy đi sao không chạy nữa.
có gì má. Không ăn hát. Bạn ơi, tình nghĩa anh em bao nhiêu lâu? Chào qua đi anh. Ôi lùn má. Trời, tôi nói biết cái layout 3 là xả đủ. Xong gặp con điển lùn mèo. Cái lùn má. Đấy phải chơi kiểu gì luôn á. DN Dương. Oh shit. Here we go again. Trời, cái game khó người ta. Ôi chết mẹ bạn ơi, bạn ơi. Đón nó lại. Bán này có đam nhưng phải có người có vừa sống bởi thế mình mới cần Yumi nên mình cần Yumi như vải đái. Có Yumi mình gánh win game này được á. Nguyễn Sang, một rồi chết hai thằng ảo thiệt anh. Trời má, gì mà phai vậy nữa. Nó nhảy và nó giết được nó chết, nó giấy mà. Nó đứng xinh này. Ép đi ăn ngoài 2 vàng, ép đi ăn 2 vàng, 2k vàng rồi có bị không cay chứ. Má, ai đó gọi tiếp dạy giùm mình, alo mọi người, alo bé tiếp ra đây cái mọi người. Alo cho bé tiếp chạy, các anh em chụp quá, cay ta. Quả biết đem làm content được nè, quả đem là có mấy chiếc bánh pin em làm content được của tư luôn. Mình thấy không, chỉ cần có con mèo nó giúp cho mình sống được là mình cân hết. Thịnh Nguyễn, hôm qua đi với Minh Chí bị Minh Chí kéo cổ áo rồi Hisky nên bị giãn á. Mặt. Nguyễn Gia Quỳnh, bắn chiến oa. Dữ lắm. Đừng đuổi quá, quá đạn vào đó này. Vèo 5 giây nha. Nó chết, không sao đâu. San Jun, anh tí đổi team băng sang khiên băng canh lúc Rengar nhảy vào anh bật là chịu được một combo. Được, được, được. Thân đúng em một thằng nữa. Thế được mang phải là ngon. Đi chung lại với nhau. Được, 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 nó mất hai người rồi. Đại tiếp đi, đại tiếp đi mà, đại tiếp đi, đừng có đi đâu hết á. Lý N Dương.
Mang file 1WQ à? Má. Mà phải còn sống nha. Đứng né né nhau ra mà phải rồi đánh win được á, win được á, cứ đứng win luôn. Đứng rồi chị hướng đam nhanh nhá, đừng có bỏ chạy trước nhá. Từ nhấp nhả thôi đừng có bằng. Đứng đứng ở kè kè anh nhá, đừng có ra nhá. Lý em ở dưới, win được anh ơi. Con dắt nó nhạ quả game kia, con nhắc không ra đánh mình, con dắt nó hình như nó cay quá, nó nhạ quả game nó không ra đánh mình kia.